Địch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xem bói ngày sinh, dự đoán vận mệnh tháng 8 năm 2018 theo thần số học. Xem bói ngày sinh bằng phương pháp thần số học có thể dự liệu những vấn đề có thể phát sinh trong cuộc sống mỗi người. Cùng Lịch Ngày Tốt xem ngày vận mệnh của mình trong tháng 8 năm 2018 ra sao nhé. Cách xác định con số tử vi theo phương pháp thần số học. Công thức: số tử vi bằng ngày sinh cộng tháng sinh. Số tháng sinh cá nhân bằng số tử vi cộng tháng hiện hành cộng năm hiện hành. Số năm cá nhân bằng số tử vi cộng năm hiện hành. Lấy các con số của ngày sinh và tháng sinh cộng với nhau để kết quả cuối cùng là con số có một chữ số là được. Xem bói ngày sinh dự đoán vận mệnh tháng 8 năm 2018 theo thần số học. Số tử vi là 1. Nếu số tử vi của bạn là 1 thì trong tháng này, số tháng và năm cá nhân của bạn sẽ lần lượt là 2 và 3. Đây là thời điểm mà bạn càng bình tĩnh thì những khó khăn sẽ càng nhanh chóng được giải quyết, còn càng nóng vội thì sẽ càng đánh mất cơ may. Công việc của bạn trong tháng 8 này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng mà số 1 thì có tính tự chủ cao, thậm chí đôi lúc bạn còn từ chối việc hợp tác, chỉ muốn làm việc một mình mà thôi. Điều này khiến cho công việc của bạn dễ nảy sinh nhiều vấn đề, càng rối càng không xử lý được. Những lúc này, bạn cần phải bình tĩnh và thật sáng suốt để không mắc sai lầm. Nếu có thể, hãy thư giãn một chút cho bớt căng thẳng rồi tiếp tục công việc, mọi thứ sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều đấy. Và đừng chỉ bận tâm với vấn đề của mình mà hãy quan tâm đến người khác nữa nhé. Có thể trong khoảng thời gian này, có người cần tới sự giúp đỡ của bạn, nhưng không dám lên tiếng thôi. Bạn bè chính là để giúp đỡ nhau những lúc như thế này, hãy hỏi han tình hình của bạn bè thường xuyên hơn. Bạn cũng cần phải chú tâm hơn trong chuyện tình cảm, bởi đây là thời điểm khá quan trọng trong mối quan hệ lãng mạn của số 1. Dù bình thường bạn là người quyết định và chủ động trong mọi chuyện, nhưng hãy bàn bạc, thương lượng với người ấy, với những chuyện chung của cả hai, có thể bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mình nhận được đấy. Số tử vi là 2. Xem bói ngày sinh bằng phương pháp thần số học. Người mang số tử vi là 2 sẽ có số tháng cá nhân và năm cá nhân tương ứng là 3 và 4. Trong tháng 8 dương lịch này, bạn sẽ có những tin vui về đường tình cảm, bất kể bạn có muốn hay là không. Tình yêu đến tự nhiên, không phải cứ muốn là được hay không muốn là nó sẽ chết. Thực ra cái gì đến rồi sẽ đến, nếu cảm thấy trái tim mình rung động thì đừng cố chống lại nhịp đập của tự nhiên mà hãy bình tĩnh đón nhận tình yêu đến bên mình. Các mối quan hệ với người khác phái chính là nguồn cơn mang tình yêu cho bạn trong tháng này. Chắc chắn số 2 sẽ nhanh chóng nhận ra tình yêu thôi, dù sao ở bạn cũng có sự tinh tế và nhạy cảm mà không phải ai trong chúng ta cũng có được đâu. Đặc biệt trong tháng này, bạn sẽ có cơ hội đi xa, thường là do yêu cầu về công việc. Bạn nên nắm bắt cơ hội này bởi nếu làm tốt thì khả năng thăng tiến trong công việc của bạn cũng khá cao. Hãy mạnh dạn làm theo những điều mình nghĩ. Nếu cảm thấy chắc chắn, hãy tiến hành đầu tư tiền bạc vào lĩnh vực mà bạn am hiểu. Bạn biết cân nhắc thiệt hơn nên cũng sẽ giảm bớt được khá nhiều rủi ro có thể mắc phải. Song cần phải kiên quyết, dứt khoát khi đưa ra quyết định, nếu không sẽ để lỡ thời cơ tốt. Số tử vi là 3. Người mang dãy số tử vi 3, 4, 5 trong tháng 8 dương lịch này có lẽ sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình. Xem bói ngày sinh, số tử vi là 3 sẽ khiến cho bạn cảm thấy bất an khi những dự định của mình không hoàn toàn diễn ra như kế hoạch. Bạn biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, nhưng thực sự là bạn chưa sẵn sàng để thay đổi. Bạn có thể sẽ thấy sợ những trách nhiệm mà mình phải mang trên vai, dù trong thâm tâm bạn khá hào hứng với những điều mới mẻ đi kèm. Có thể nói, đây thực sự chưa là khoảng thời gian thích hợp để bạn thay đổi, thay vào đó hãy an tâm làm tốt việc của mình đang làm. Có lẽ như thế sẽ ổn thỏa hơn, hãy tận dụng khoảng thời gian này để có những kế hoạch rõ ràng và dài hơi hơn. Công việc bận rộn đòi hỏi ở bạn sự tập trung cao độ. Điều này có thể khiến cho số 3 gây sao nhãng trong chuyện tình cảm. Dù không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng bạn cần nhắc nhở chính mình để không khiến mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn.
Vấn đề cân đối chi tiêu cũng là bài toán khá lớn với người số 3 trong tháng 8 này. Nhiều chuyện cần phải chi trả, trong khi thu nhập thì lại không quá dư dôi. Bạn có thể cần đến sự giúp đỡ từ gia đình để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Số tử vi là 4. Xem bói ngày sinh bằng phương pháp thần số học. Con số tử vi là 4 sẽ kéo theo số tháng cá nhân và năm cá nhân, tương ứng là 5 và 6. Có thể bạn sẽ cho nhiều cơ hội vượt qua trước mắt mà không làm thế nào để có thể thay đổi. Tinh thần của bạn không được ổn định cho lắm, dễ bị ảnh hưởng bởi chuyện thành bại trong cuộc sống của mình. Bản thân bạn cũng là sự mâu thuẫn khi vừa muốn thay đổi để tương lai tốt đẹp hơn, vừa sợ rằng khi thay đổi thì sẽ khiến mình đánh mất những gì mình đang có. Điều này khiến cho người có số tử vi là 4 lúc nào cũng chần chừ và thiếu quyết đoán. Dù có nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời, thay đổi bản thân, nhưng cứ hết lần này đến lần kia, bạn không nắm bắt được và chấp nhận tiếp tục cuộc sống vốn dĩ mình đang có. Nhưng bạn cũng chẳng cảm thấy an tâm trở lại khi mà đã chớm nhìn thấy ánh hào quang. Nỗi chán chường ngày nào càng lớn, nhưng nếu không phải bạn quyết tâm thoát khỏi tình trạng hiện tại thì sẽ vẫn bị trói chân trong những vòng vây do chính mình tạo ra. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi cách nghĩ, cách nhìn của mình, tập trung vào những điều mình đang làm thì vẫn có khả năng xoay chuyển vận mệnh. Hãy kiên trì làm những chuyện mình dự định, đừng để cho bản thân bị áp lực quá mức, dễ khiến mọi chuyện đổ bể. Số tử vi là 5. Người mang số tử vi là 5 sẽ có số tháng cá nhân và năm cá nhân là 6 và 7. Đây sẽ là tháng khá bận rộn với bạn bởi có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy tới. Bạn cần phải giải quyết nếu như không càng rắc rối hơn. Làm chuyện gì cũng khó bề suôn sẻ, song vẫn phải ẩn nhận chịu đựng. Chuyện gia đình khiến cho bạn khá đau đầu nhưng không thể không đứng ra gánh vác. Nhiều lúc bạn cũng chán nản và muốn buông xuôi, nhưng rồi trách nhiệm lại không cho phép bạn làm điều ấy. Lại phải tiếp tục, nếu kiên trì, mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa cả thôi. Trong tháng này, bạn phải lưu tâm đến vấn đề sức khỏe của mình. Có thể do nhiều áp lực căng thẳng khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi, song cũng có những dấu hiệu cho thấy cơ thể đang báo động, cần phải lưu ý đi khám chữa bệnh kịp thời. Bạn ấp ủ rất nhiều tham vọng, cũng muốn thực hiện nhưng có lẽ khoảng thời gian này vẫn chưa thực hiện được. Tạm thời hãy lên kế hoạch để chờ thời cơ, đừng nóng vội. Nếu không thể thay đổi lớn, bạn có thể thay đổi từng bước nhỏ cũng không hề tệ. Vấn đề tài chính của số 5 trong tháng 8 này không quá tệ, bạn không cần phải lo lắng nhiều về chuyện kiếm tiền. Nếu cơ hội đã có, hãy nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, đi du lịch hay thăm thú họ hàng, thắt chặt tình cảm gia đình. Số tử vi là 6. Xem bói ngày sinh cho người mang số tử vi là 6. Bạn đang cảm thấy hoang mang, lo lắng khi mà có quá nhiều chuyện xảy ra trước mắt. Nhưng bạn không biết nguyên nhân do đâu, cũng không biết phải làm thế nào để có thể giải quyết cho ổn thỏa. Tâm lý không ổn định, bạn có thể thấy trông chênh khi không ai hiểu cho mình. Thực ra mọi người vẫn rất quan tâm đến bạn, chỉ là bản thân bạn không chịu mở lòng, không nói thực về những vấn đề mình đang gặp phải, nên không ai hiểu được thực sự chuyện gì đang xảy ra. Công việc của bạn cũng đang gặp phải nhiều trở ngại. Bận rộn tối ngày mà việc dẫn đến chẳng thể nào hoàn thành. Như dự định, bạn khủng hoảng với những deadline dồn dập tới mỗi ngày. Cách sắp xếp công việc có thể chính là vấn đề gây nên rắc rối ở đây. Có thể bạn nên tâm sự và chia sẻ với mọi người nhiều hơn thay vì cứ tự mình cố gắng mãi như vậy. Thấy bạn chật vật mệt mỏi là điều không ai mong muốn. Đừng nghĩ rằng xin sự giúp đỡ của người khác là tệ hại, ai cũng có lúc cần sự giúp đỡ. Nếu bạn thực sự không qua được những ngưỡng cửa của chính mình thì hãy thử đi đâu đó một thời gian, công tác cũng được, du lịch cũng được. Miễn là không phải ở trong môi trường hiện tại, có thể khi đi xa, bạn sẽ nhìn nhận vấn đề theo chiều hướng hoàn toàn khác. Số tử vi là 7. Dãy số tử vi 789 sẽ khiến cho bạn khá mệt mỏi trong khoảng thời gian này. Xem bói tử vi tháng 8 theo phương pháp thần số học, có quá nhiều chuyện cần phải tiến hành trong tháng này, khiến cho bạn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi như mong muốn. Dù làm gì, bạn cũng muốn làm cho thật chỉn chu,
Đó có thể chính là nguyên nhân khiến cho bạn mất rất nhiều thời gian dù làm bất cứ việc gì. Đôi khi, đó lại là điểm yếu khi bạn tốn thời gian vào những việc không thực sự cần thiết. Ngay trong chuyện chi tiêu cũng vậy, dù bạn có lên kế hoạch tỉ mỉ, chi li đến đâu, nhưng vẫn cảm thấy những khoản chi tiêu trong tháng vượt ngưỡng mong muốn. Thực ra có nhiều yếu tố ảnh hưởng, song bạn chỉ chăm chăm tính toán mà không tận dụng thời gian đó để tăng thêm thu nhập cho mình. Cần phải chăm chỉ nhiều hơn trong các mối quan hệ tình cảm của mình, đừng quá chú tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt, chính những vấn đề đó sẽ khiến cho tình cảm giữa bạn và người ấy bị sứt mẻ. Hãy sống khoan dung, tha thứ cho những chuyện ngoài mong muốn của tất cả mọi người. Trong tháng có những rắc rối liên quan đến pháp luật, hãy sáng suốt hơn khi kết bạn, hợp tác làm ăn, mọi chuyện có thể diễn tiến theo chiều hướng hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu của bạn, khiến cho bạn điều đứng không biết phải làm sao. Số tử vi là 8. Mang số tử vi là 8, bạn sẽ gặp phải những vấn đề trong tình cảm. Những biến động này có thể theo chiều hướng lớn dần nếu như bạn không khéo léo tìm ra cách xử lý phù hợp. Nhiều chuyện chúng ta không mong muốn nhưng nó vẫn cứ xảy ra. Trong thời điểm này, bạn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những mất mát có thể xảy tới bất cứ lúc nào. Hãy nghĩ đơn giản, có duyên thì đến, hết duyên thì tan. Ai xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta đều mang một ý nghĩa nào đó. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét lại chính bản thân mình để hạn chế những chuyện này xảy ra. Tiền trách kỷ mà hậu thì trách nhân, ai cũng là người có lỗi, nhưng chúng ta không thể bắt người khác nhận lỗi thay mình khi mà chính bản thân mình còn chưa thực sự hiểu vấn đề phát sinh từ đâu. Trong chuyện tình cảm, đừng vội vã thay đổi đối phương quyết định bất cứ điều gì, dù bạn cho đó là điều tốt nhất. Ai cũng có quyền quyết định chính cuộc đời của mình. Sự can thiệp của bạn dần ra sẽ khiến cho người ta chán ghét, tình cảm giữa hai người cũng vì thế mà nguội lạnh. Hãy sống bao dung, nhìn về những mặt tích cực của vấn đề. Chúng ta có thể thay đổi từ bản thân mình, từ đó thay đổi những người xung quanh, để mọi người đều tiến gần hơn tới hạnh phúc mà mình đang mong muốn. Số tử vi là 9. Nếu dãy số tử vi của bạn trong tháng này là 912, vậy thì đừng ngần ngại thay đổi những gì trong tháng 8 dương lịch tới. Trong tháng này, người mang số tử vi là 9 sẽ phải đối mặt với nhiều lựa chọn, nhưng bạn hoàn toàn có thể trông đợi theo chiều hướng tích cực của vấn đề. Công việc của bạn đang có những khó khăn nhất định, nhưng nếu nhìn xa hơn, bạn sẽ thấy đây là thử thách đặt ra cho chính mình. Nếu người có số 9 có thể vượt qua được thử thách lần này thì chắc chắn những gì trông đợi phía trước sẽ không khiến cho bạn phải thất vọng. Khả năng thăng tiến của bạn ở thời điểm này cũng là rất lớn, bạn hoàn toàn có đủ năng lực để tiến bước, cũng hoàn toàn xứng đáng để ở vị trí mới. Khả năng lãnh đạo bẩm sinh sẽ giúp bạn rất nhiều trong những bước đường sau này. Tinh thần hào hứng cũng khiến cho bạn nảy sinh thêm nhiều ý tưởng táo bạo. Sự nhiệt tình chảy trong dòng máu không cho phép bạn dừng lại, không ngừng thay đổi là phương châm của bạn trong tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, bạn cũng cần học cách cân bằng cuộc sống của mình. Đừng dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Hãy chú tâm hơn đến sức khỏe của mình, cũng như quan tâm hơn đến những người mình yêu thương. Tình yêu có thể bước sang giai đoạn mới và đòi hỏi bạn sự tinh tế, sâu sắc hơn hẳn so với trước đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.